Nhà em mình nó có cây tắc thì nó cho mình một ít tắc, mình nó cho loại tắc tròn và nó có loại tắc dài nữa. Tắc dài này và tắc tròn thì các bạn cũng biết là nó chua, rất nhiều nước nhưng cái vỏ nó nhẵn, còn cái tắc dài này thì không có nước mà hột cũng không có lớn, thành ra mình có thể làm mứt mà không cần lấy hột ra và cái vỏ của nó cũng không có bị nhẵn. Nên hai loại tắc thì mình sẽ đều làm mứt nhưng mà nó làm theo hai kiểu mứt khác nhau. Bây giờ mình làm cái tắc tròn trước. Cái tắc tròn thì mình sẽ cắt làm đôi và mình sẽ vặn nước ra. Mình xắt ngang ra như vậy, rồi mình vắt lấy nước. Mình vắt lấy nước, hột nó nằm trên này, còn xác mình sẽ bỏ qua một bên. Xác là cái mà mình sẽ làm mứt. Sau khi lấy hết nước và phần xác để riêng thì các bạn sẽ ngâm một phần vỏ này thì với một phần đường, ví dụ như một ký vỏ tắc thì 1 ký đường, các bạn ngâm vô như vậy. Mình ngâm đây được là một ngày rồi, rồi bắt đầu các bạn sẽ vớt ra để cho ráo. Vớt ra để cho ráo rồi thì mình sẽ đi sấy. Mình sẽ đi sấy. Còn hoặc là có một cách nữa là các bạn cũng có thể sên, sên mà sên sổi thôi, chứ không phải sên như là người ta làm mứt tắc mà nguyên trái mà giòn giòn đẹp đâu. Cái này là mình chỉ làm sổi thôi, là mình chỉ sên rồi cho nó dẻo dẻo. Bây giờ tới đây thì mình sẽ ngâm tắc rồi mình sẽ tiếp tục sau. Sau khi đã ngâm đường được một ngày thì mình sẽ vớt ra bỏ lên cái khay mà cho lót ở dưới cho nó hỏng lên như thế này để mà nước nó nhiễu xuống, nước đường nhiễu xuống. Và khi các bạn sắp lên khay thì các bạn sắp cái miếng tắc á, nó gấp lại như thế này, chứ đừng có để nó mở ra. Nó mở ra như thế này thì chính giữa nó không còn cái dẻo dẻo. Mình sắp như thế này thì chính giữa nó sẽ dẻo dẻo, lúc mình ăn nó đỡ ngán với nó đỡ khô. Thì các bạn sẽ bỏ vào lò nướng, mình sấy trong lò nướng là thấp nhất là 170 độ, có thể có lò nướng nó sẽ thấp hơn nữa thì các bạn có thể để 135 độ. Và khi sấy trong oven thì lúc nào mình nói đến sấy trong oven, mình cũng phải để cửa hở ra một chút thì mới kêu là sấy, thì nó mới khô, hơi nước nó thoát ra ngoài thì nó mới khô. Sau khi sấy 5 tiếng ở nhiệt độ 170 độ F là khoảng gần 80 độ C thì các bạn có miếng tắc như thế này. Nó không còn dính tay nữa và nó cũng còn cái dẻo dẻo của cái mứt, và nó hơi chua chua ngọt ngọt. Và các bạn có thể để như thế này rồi mình dùng như là mứt thường, hoặc các bạn có thể làm thành một cái món khác là như thế này. Các bạn có thể trộn vào một ít xí muối bột và một ít cam thảo sợi. Hai món này thì các bạn có thể ở Mỹ thì các bạn có thể ra hỏi ở ngoài tiệm thuốc bắc. Còn ở Việt Nam thì mình không biết tiệm thuốc bắc họ có bán không, hay hoặc là ra chợ hỏi. Thì bột xí muội nó sẽ làm cho nó tạo cái vị chua chua mà rất là ngon. Cái cam thảo nó làm cho cái mứt nó thơm thơm. Bây giờ mình sẽ trộn hai cái này vào trong cái mứt tắc. Mình sẽ cho cam thảo và xí muội vào. Nhiều hay ít thì tùy các bạn. Xong rồi mình trộn lên cho nó tẩm đều cái mứt. Mình thích nhiều cam thảo, mình sẽ cho cam thảo nhiều hơn. Xi muội cũng ngon, tùy các bạn. Sau khi các bạn xáo như vậy rồi thì các bạn có thể nếm thử và mình chỉnh theo cái ý thích của mình.
Như vậy là mình đã có cái mức vỏ tắc mà có thể nhâm nhi ngày Tết. Và các bạn cũng có thể cho thêm ớt bột, và nó sẽ làm một cái vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay và thơm thơm của mùi cam thảo. Và còn một cách khác để sử dụng những cái tắc tròn này, mình quên nói với các bạn là tắc như này á, tại vì cái loại này nó không có bị đắng lắm. Nếu mà các bạn có tắc mà cái vỏ nó bị đắng thì các bạn nhớ luộc trước 1-2 lần cho nó ra bớt cái the rồi mới làm. Và đây là thành phẩm của món mứt tắc khô tẩm xí muội và cam thảo. Mình bỏ vào cái lọ như vậy cũng dễ thương. Lọ này mình mua ở Michael's cũng mấy năm rồi, không biết năm nay có còn không. Còn nếu các bạn không muốn tẩm xí muội, bột hay là cam thảo thì chỉ cần bỏ lên sấy mà mở ra một chút, mở ra dày thì nó mau khô hơn. Còn nếu mình có tẩm cam thảo rồi mà mình muốn cho nó dẹp về, thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó còn dẻo dẻo ở trong, nó cũng ngon đó. Cái này là coi như là chỉ có tắc với đường thôi á, mà muốn cho nó khô mau á thì các bạn mở nó ra dày một chút, sấy nó lẹ hơn. Đây là một cách khác để làm sử dụng cái tắc tròn. Mình sau khi vắt nước và cắt làm đôi giống như cái loại tắc mứt hồi nãy mình làm, thì các bạn cho lên lò xin xin như những cái món mứt khác. Khi mà các bạn thấy nó kéo màng như vậy đó, nó kéo sợi như vậy là nó đã tới. Và khi mà các bạn xin cái mứt này thì các bạn phải để, sau khi nó sôi các bạn phải để lửa nhỏ, thật nhỏ, tắt với là thơm. Mà nếu mà các bạn để lửa lớn thì nó sẽ đen, nó sẽ ngả màu nâu đậm. Các bạn phải chịu khó để cho nó thật nhỏ. Và lý do đó mà mình không để lên trên cái lò điện từ được. Lò điện từ nó mạnh lắm. Mặc dù mình để cái số nhỏ nhất nó vẫn mạnh. Thì bây giờ mình để trên cái lò thường, xin thật nhỏ. Sau khi mà mình thử thấy nó kéo sợi rồi thì mình cho cái nước tắc mà hồi nãy mình vắt ra, mình cho vào. Xong rồi mình xin tiếp một chút nữa cho nó dẻo lại là xong cái đó. Rồi mình sẽ làm tiếp. Sau khi cho nước tắc vào và xin tiếp cho nó dẻo như thế này, thì các bạn sẽ cho cái chảo nó nghiêng lên như thế này, để mà mình lùa cái mứt lên cho nó ráo. Đó, nghiêng nghiêng cho nó ráo cái nước xuống, rồi là mình lấy cái tắc ra thôi. Sau khi lấy hết cái nước ra rồi, mình để cái mứt ráo như thế này. Ráo có nghĩa là nó không còn nước đường, chứ nó vẫn ướt. Rồi mình cũng cho xí muội và cam thảo vào. Các bạn cũng có thể cho gừng mà các bạn, nếu mà các bạn không có cam thảo á, các bạn xay gừng nhuyễn ra hoặc băm nhuyễn ra thật nhuyễn, rồi sao nó trên cái chảo cho nó ráo ráo, khô khô héo héo thì các bạn bỏ vào cũng được. Nhìn nó cũng có những cái sợi sợi như sợi cam thảo này, rất là đẹp, mà nó cũng cái vị nó cũng ngon. Ngay cả khi các bạn có cam thảo mà các bạn muốn cho thêm gừng cũng được. Cái mứt dẻo này á, thì mình thường cho thêm chút ớt nữa. Mình thường cho thêm chút ớt nữa, ăn nó rất là ngon. Ớt bột. Cái này là nó thành dạng mứt dẻo rồi. Nó chỉ như vậy thôi. Rồi các bạn có thể, nếu các bạn để ướt như vậy ăn cũng được, hoặc là các bạn có thể rải nó lên trên cái tấm lưới để cho nó ráo một chút thì cũng được. Đó là với cái tắc tròn, thì đây là hai món mứt mà mình có thể sử dụng được cái tắc tròn. Và đây là thành phẩm của các món mứt làm từ tắc
tròn, mứt tắc khô và cùng với xí muội và bột cam thảo và mứt tắc dẻo, có thêm ớt bột và mứt tắc với đường, không có gì cả, chỉ có đường và tắc nhưng cũng rất là ngon. Cái này mà uống trà mà nhâm nhi cái này cũng ngon lắm. Cảm ơn bạn Hành Đỗ đã chia sẻ cùng mình cái món mứt tắc này. Và trong video tới mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách làm những món mứt với tắc dài. Xin gặp lại các bạn ở video kế tiếp và chúc các bạn thành công.